cứ cho rằng là má cao số, khắc mạng với ba con nên ba con mới chết. Nhất định con sẽ giàu hơn họ, không để cho họ coi thường má con mình đâu. Thiệt hay lắm. Nhưng trước khi giàu, cho bên bà nội mày không coi thường mày á, thì làm ơn trả nợ cho tao đi. Tôi sẽ trả. Đưa nhanh 20 đồng. Tôi chỉ còn có 5 đồng thôi. 5 đồng hả? 5 đồng thì mày đi chết đi. Mày dám đánh má tao hả? Mày mày vô ơi. Mày vô ơi, tôi lại với mày mà. Bỏ tiền mà cháu mày. Đi. Sao con lại có tiền nhiều như vậy? Không phải là tiền của con đâu má ơi. Con nói vậy nghĩa là sao? Sao nằm trong túi của con? Hạnh Thúy. Hạnh Thúy là ai? Là một cô gái mà con vừa mắc nợ cổ. Kính gửi thầy Lưu Phan, em đây có hoàn cảnh vô cùng thuận lợi, nhưng cũng không có kiến thức rộng bằng thầy. Nhìn thầy vừa chăm chỉ làm việc ở hãng gạo, vừa đi dạy kèm cho em, vừa đọc sách báo, tự trau dồi thêm kiến thức và nâng cao sở học, em tự thấy vô cùng xấu hổ vì đã quan phí tuổi trẻ vào những việc chân diện, vui chơi vô ích. Kính chúc thân sinh của thầy mau phục hồi sức khỏe. Học trò của thầy, Hạnh Thúy. Trái tim em nhân hậu lắm.